xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình hưng yên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị sau đây là nội dung chi tiết Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, sáng ngày 7 tháng 10, các cuộc không kích của Nga đã tấn công các quận Slomensky, Sechenkovsky và Glosovsky của thủ đô. Trong đó, tên lửa siêu vượt âm Kinzhan tập kích mục tiêu quan trọng là trung tâm ra quyết định ở Kiev, Starcraft đưa tin. Tên lửa xuyên thủng lưới lửa phòng không đa tầng của Ukraine hợp thành bởi các tổ hợp Patriot, Nasam, Iristi, tối tân và đánh trúng hầm ngầm nằm sâu trong lòng đất. Sóng xung kích của vụ nổ gây hư hại các tòa xung quanh. Một lúc sau, xe cứu hộ tiến vào hiện trường. Các cơ quan chức năng thành phố Kiev cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Thị trường Kiev cho biết tên lửa KH-47M2 Kinjan được phóng từ máy bay MiG-31K. Thông tin do Bộ Quốc phòng Uganda công bố cho thấy tên lửa đánh trúng hầm ngầm sâu hơn 30 mét và căn hầm này sử dụng kết cấu bê tông cốt thép. Tên lửa Kinzhan được khai hỏa lần này sử dụng công nghệ dẫn đường mới nhất, có thể thực hiện nhiều động tác cơ động ở giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Các thông số kỹ thuật cho thấy tốc độ tối đa của tên lửa có thể đạt Mach 12 và tầm bắn tối đa vượt quá 2.000 km với đầu nổ nặng hơn 500 kg, đổ để phá hủy các hầm ngầm dưới lòng đất. Nga đã phóng tên lửa từ máy bay MiG-G-31K và toàn bộ đòn tấn công chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Dữ liệu giám sát radar cho quân đội Ukraine công bố cho thấy tên lửa Kinzhan đi vào không phận khi ép từ phía nam. Hệ thống phòng không phản ứng ngay sau khi phát hiện, nhưng không thể thực hiện đánh chặn vì nó bay quá nhanh. Nguyên nhân khiến tên lửa siêu vượt âm Kinzhan xuyên thủng thành công hệ thống phòng không đa tầng bảo vệ Kiev là do nó áp dụng phương pháp dẫn đường tổng hợp và có thể thực hiện xâm nhập ở độ cao cực thấp tùy theo địa hình. Khi chạm quan sát mặt đất của Ukraine phát hiện ra tên lửa, họ đã không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả. Các chuyên gia kỹ thuật phân tích đòn tấn công này thể hiện đầy đủ giá trị chiến thuật của vũ khí siêu vượt âm tên lửa không chỉ xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp mà còn bắn trúng chính xác mục tiêu dưới lòng đất kết quả tấn công này khó đạt được ở tên lửa thông thường mức độ hư hại của buki cho thấy tên lửa có khả năng xuyên đất rất mạnh và có thể phá hủy hiệu quả các công sự kiên cố Điều tra trên mặt đất cho thấy các đặc điểm thiệt hại do sóng xung kích điển hình xuất hiện xung quanh điểm va chạm của tên lửa kiên gian. Các bức tường bên ngoài của tòa nhà bị hư hại, nhiều kính vỡ vụn, mạng lưới, đường ống ngầm cũng bị ảnh hưởng, nước thấm nhiều nơi. Các phép đo chuyên nghiệp cho thấy sóng xung kích vươn xa tới hơn 500 mét, phạm vi sát thương này thể hiện uy lực cực mạnh của tên lửa. Bộ phận kỹ thuật đã phân tích mảnh vỡ và xác nhận tên lửa đã sử dụng đầu xuyên giáp mới, có khả năng xuyên thấu cực mạnh và có thể chọc thủng lớp bảo vệ bê tông trong thời gian rất ngắn. Thiết kế cấu trúc của đầu đạn đảm bảo sự ổn định sau va chạm ở tốc độ cao và cải thiện hiệu quả tấn công. Phần thân tên lửa còn lại cho thấy tên lửa sử dụng lớp phủ tàng hình tiên tiến. So sánh, hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực Buki đã được ngụy trang trước vụ tấn công. Các tòa nhà trên mặt đất có hình dáng của các công trình dân dụng, lối vào và lối ra được giấu trong bãi đậu xe ngầm. Biện pháp ngụy trang này làm tăng độ khó của việc xác định mục tiêu. Quân đội Nga lần này đã có thể khóa mục tiêu chính xác cho thấy sự hiệu quả của hệ thống tình báo của nước này. Khi tên lửa kiên gian tấn công, hệ thống cảnh báo sớm phòng không của Ukraine đang được bảo trì định kỳ. Nhân viên trực ngay lập tức kích hoạt hệ thống dự phòng sau khi phát hiện tín hiệu bất thường nhưng thời gian phản ứng không còn đủ. Video giám sát cho thấy tên lửa đi vào khu đô thị ở trạng thái bổ nhào và lao thẳng xuống đất một góc gần 90 độ. Góc tấn công này làm tăng hiệu quả xuyên thủng và khiến hệ thống phòng không của Ukraine khó đánh chặn hơn. Các nhà bình luận quân sự chỉ ra rằng hệ thống phòng không của Kiev chủ yếu nhằm tiêu diệt tên lửa hành trình và UAV tự sát tầm xa của Nga và đã tỏ ra hiệu quả trong các lần đánh trả những đòn tập kích quy mô lớn. Tuy nhiên khi đối mặt với vũ khí siêu vượt âm, các vũ khí phòng không hiện có của Uganda bộc lộ những nhược điểm rõ ràng, tốc độ tối đa của tên lửa phòng không chỉ là Mach 5 và không thể đánh chặn hiệu quả các mục tiêu tốc độ cao, khả năng theo dõi của hệ thống radar cũng khó đáp ứng được yêu cầu. Đường bay hoàn chỉnh của tên lửa đã được trạm radar thuộc quân khu Kiev ghi lại, dữ liệu cho thấy tên lửa đã thực hiện nhiều thao tác trong giai đoạn cuối, quỹ đạo cơ động này gây khó khăn cho việc theo dõi của các hệ thống phòng không phương pháp dẫn đường được tên lửa sử dụng kết hợp quán tính và dẫn đường vệ tinh để cải thiện độ chính xác của đòn tập kích. Các trạm giám sát mặt đất đã nắm bắt được các đặc điểm chi tiết về sự xâm nhập của tên lửa. Tên lửa bay ở độ cao cực thấp trong quá trình xâm nhập và sử dụng địa hình che chắn. Hành động chiến thuật này làm giảm khả năng phát hiện của radar phòng không. Quỹ đạo bay của nó cũng cho thấy khả năng cơ động cực kỳ mạnh mẽ. Hồ sơ dữ liệu của hạm đội biển đen ghi nhận máy bay MiG-31K phóng tên lửa đã bay lượn trong không phận được xác định trước trong 3 giờ. Phi công chờ cơ hội phóng tốt nhất để đảm bảo độ chính xác của đoàn tấn công. Sau khi khai hỏa tên lửa, máy bay lập tức rời khỏi khu vực chiến đấu và quay trở lại căn cứ. Toàn bộ hoạt động cho thấy mức độ chuyên nghiệp cao. Các chuyên gia quân sự tin rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Nga đã chọn thời cơ phát động cuộc tấn công bất ngờ trong quá trình quân đội Ukraine bảo trì định kỳ hệ thống phòng không và chọn thời điểm rất chính xác. Việc lựa chọn mục tiêu cũng có ý nghĩa chiến lược nhằm mục đích làm tan giã hệ thống chỉ huy của quân đội Ukraine, kế hoạch tổng thể của chiến dịch phản ánh đặc điểm của chiến tranh hiện đại. Sau khi kiểm tra hiện trường vụ nổ, các kỹ thuật viên Ukraine nhận thấy sức công phá của tên lửa vượt quá tưởng tượng của họ. Cấu trúc bê tông của hầm trú ẩn bị hư hại nặng, hiệu ứng hủy diệt này cho thấy tên lửa có động năng sát thương cực kỳ mạnh. Sóng xung kích do vụ nổ tạo ra, tạo thành hiệu ứng trồng chất trong không gian dưới lòng đất. Các tổ chức chuyên nghiệp đã phân tích mảnh vỡ tên lửa và phát hiện ra một số cải tiến công nghệ, bố cục khí động học của tên lửa áp dụng thiết kế biến dạng có thể lập trình, điều chỉnh hình dạng theo trạng thái bay. Thiết kế này cải thiện độ ổn định của chuyến bay siêu vật âm vật liệu là loại composite mới để tăng cường độ bền của kết cấu phân tích mảnh vỡ cho thấy tên lửa sử dụng hệ thống ngòi nổ nhiều tầng hệ thống này đảm bảo đầu đạn phát nổ chính xác sau khi xuyên qua mục tiêu thiết kế của ngòi nổ có tính đến đầy đủ các đặc điểm của việc tấn công các mục tiêu dưới lòng đất các linh kiện điện tử được tìm thấy trong đống đổ nát cho thấy tên lửa có trình độ công nghệ cao Cộng đồng tình báo đánh giá cuộc tấn công này của Nga thể hiện xu hướng phát triển của vũ khí dẫn đường chính xác, hệ thống dẫn đường của tên lửa kết hợp nhiều phương pháp dẫn đường khác nhau để duy trì độ chính xác cao trong môi trường phức tạp. Tiến bộ công nghệ này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các hệ thống phòng thủ, độ chính xác của đòn tấn công, phản ánh bước nhảy vọt thế hệ về vũ khí và thiết bị của Nga. Các trạm quan trắc môi trường trong khu vực đã ghi lại các thông số vật lý của quá trình nổ, Dữ liệu cho thấy cường độ sóng xung kích vượt quá giá trị cảnh báo. Các thiết bị địa chấn ghi nhận độ rung tương đương với một trận động đất mạnh 3 độ Richter. Những dữ liệu này khẳng định sức mạnh to lớn của tên lửa Kim Jan. Dữ liệu quan trắc môi trường cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá mức độ thiệt hại. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shugo, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, ngày 7 tháng 11 cho rằng phương Tây nên chấp nhận thực tế rằng Nga đang thắng trong cuộc xung đột Ukraine và phương Tây nên xúc tiến để đàm phán để chấm dứt giao tranh, cuộc chiến được cho đang bước vào giai đoạn quan trọng sau khi lực lượng Nga tiến quân từ tháng 8 tới nay với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua. Thêm vào đó, việc ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống cũng làm dấy lên những đồn đoán về quy mô viện trợ quân sự trong tương lai của Washington cho Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố có thể mang lại hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu, nhưng chưa đưa ra chi tiết về cách ông sẽ thực hiện để khép lại cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Ông Shogu, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga, cáo buộc phương Tây đã cố gắng sử dụng Ukraine để gây ra thất bại chiến lược cho Nga, nhưng kế hoạch đã bất thành. Bây giờ, khi tình hình tại chiến trường đang rất bất lợi cho Ukraine, phương Tây phải đối mặt với sự lựa chọn hoặc tiếp tục viện trợ cho ký ép và hủy hoại người dân Ukraine hoặc thừa nhận thực tế hiện tại và bắt đầu quá trình đàm phán, ông Shogu cho biết. Điện Kremlin đã phản ứng thận trọng vào ngày 6 tháng 11 sau khi ông Trump được dự đoán chiến thắng, nhấn mạnh Mỹ vẫn là một quốc gia không thân thiện và chỉ có thời gian mới có thể trả lời rằng liệu cam kết của ông Trump về việc giúp chấm dứt chiến sự ở Ukraine có trở thành hiện thực hay không. Tổng thống Nga Putin nhiều lần khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn chưa hạ nhiệt. Tổng thống Putin cho biết, tôi đã nói nhiều lần rằng Nga không chỉ sẵn sàng đàm phán mà còn từng tổ chức các cuộc đàm phán như vậy tại một thời điểm nhất định cụ thể là ngay từ đầu cuộc xung đột này. Những cuộc đàm phán đó thậm chí còn dẫn đến một hiệp ước mà hai bên đều có thể chấp nhận và được phía Ukraine ký tắt. Tuy nhiên, phía Ukraine đã từ chối hiệp ước đó theo lời khuyên của các nước bên ngoài. Điều này đã được các quan chức Ukraine xác nhận. Hồi tháng 6, Ông Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này, Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho Kiev. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Budapest, Hungary, ông Zelensky đã thúc giục các đối tác của Ukraine chuyển thêm vũ khí thay vì hỗ trợ Kiev để hướng tới các cuộc đàm phán với Nga. Chúng tôi không tự bảo vệ mình trước những ngôn từ của Nga mà là trước những cuộc tấn công của Nga, do đó chúng tôi cần một lượng vũ khí đủ lớn chứ không phải sự hỗ trợ trong các cuộc đàm phán, đồng thời cảm ơn các lãnh đạo phương Tây trong thời gian qua đã viện trợ cho Ukraine." theo ông zelensky việc đàm phán mềm mỏng với tổng thống nga putin sẽ không mang lại lợi ích vì quan điểm của người đứng đầu điện kremlin sẽ khó thay đổi chỉ có áp lực mới có thể đưa ông ấy vào đúng vị trí của mình nhà lãnh đạo ukraine cho biết nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng khái niệm hòa bình thông qua vũ lực thay vì thúc đẩy ukraine phải nhượng bộ ông zelensky khẳng định tôi xin nhắc lại rằng cuộc chiến này đang diễn ra trên đất ukraine ukraine biết ơn mọi sự hỗ trợ từ các đối tác của chúng tôi chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý tưởng mang tính xây dựng để đạt được nền hòa bình công bằng cho đất nước chúng tôi nhưng ukraine phải có quyền quyết định điều gì nên và không nên đưa vào chương trình nghị sự để chấm dứt cuộc chiến này ý tưởng về bất kỳ nhượng bộ nào đối với nga là không thể chấp nhận được đối với ukraine và ông coi đó là hành động tự sát đối với toàn bộ châu âu tổng thống ukraine cho hay cuộc chiến hiện leo thang đáng kể trong thời gian qua cáo buộc triều tiên đã hỗ trợ nga trong xung đột nga và triều tiên trước đó nhiều lần bác bỏ thông tin bình nhưỡng đã đưa quân từ kiev để hỗ trợ moscow Ông Zelensky tuyên bố bây giờ biện pháp hòa bình thông qua vũ lực là cần thiết và không nên có ảo tưởng rằng bạn có thể có được một nền hòa bình công bằng bằng cách tỏ ra yếu đuối hoặc từ bỏ bất kỳ vị thế nào của châu Âu hoặc vị thế của bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Ông nói thêm, tháng trước ông Putin tuyên bố Nga sẵn lòng cùng Ukraine tìm ra một giải pháp thông qua thương lượng, trong đó hai bên sẽ cùng thỏa hiệp. Bất kỳ kết quả nào cũng phải có lợi cho Nga và tôi nói thẳng điều đó tuy nhiên moscow không loại trừ khả năng thỏa hiệp miễn là chúng hợp lý sau đó ngoại trưởng nga sergei lavrov khẳng định nga theo đuổi một giải pháp cho xung đột ở ukraine mà có thể đáp ứng được lợi ích của tất cả các quốc gia á âu trong khi đó kịch bản hòa trong xung đột ở ukraine không thể đáp ứng được điều kiện đó ông zelensky giải thích hòa là một thuật ngữ có thể được áp dụng cho các tình huống rất khác nhau bao gồm cả thỏa thuận istanbul từ hòa không phản ánh đầy đủ nhu cầu đảm bảo lợi ích của tất cả các bên kể cả ở quy mô châu lục. Báo Wall Street Journal ngày 6 tháng 11 dẫn nguồn thạo tin cho hay đội ngũ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang xem xét một số kế hoạch tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Điều này sẽ yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO trong tương lai gần và đóng băng các hành động thù địch dọc chiến tuyến hiện tại. Theo các quan chức và trợ lý nắm rõ tình hình, nhóm của ông Trump vẫn chưa có kế hoạch chi tiết do các phe phái khác nhau sẵn sàng cạnh tranh để gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Hòa. Những đồng minh có tư tưởng truyền thống của ông Trump như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho là đang thúc đẩy một thỏa thuận dường như không mang lại chiến thắng lớn cho Nga. Các nhân vật khác, chẳng hạn như Richard Grenell, người có thể trở thành cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền tương lai của ông Trump, dường như ủng hộ việc chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, ngay cả khi Kiev phải có những nhượng bộ đáng kể. Tuy nhiên, các đề xuất hòa bình đều khuyến khích đóng băng xung đột và buộc Ukraine phải tạm thời đình chỉ tham vọng gia nhập NATO ba quan chức giấu tên trong văn phòng chuyển tiếp của ông Trump nói với báo Wall Street Journal rằng một ý tưởng yêu cầu Ukraine cam kết không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm đổi lại, Mỹ sẽ cung cấp cho kế ép nhiều vũ khí để đối phó với Nga. Kế hoạch cũng sẽ thiết lập một khu phi quân sự dọc theo chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không điều lực lượng quân sự để duy trì hòa bình ở khu vực này, thay vào đó sẽ tìm cách giao cho các đồng minh châu Âu. Chúng ta có thể thực hiện huấn luyện và các hỗ trợ khác, nhưng nòng súng sẽ là của châu Âu. Chúng ta không cử người Mỹ đến để duy trì hòa bình ở Ukraine. Chúng ta cũng không trả tiền cho điều đó. Hãy để người Ba Lan, người Đức, người Anh và người Pháp làm điều đó, nguồn tin nói. Đội ngũ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hiện chưa bình luận về thông tin trên. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có khả năng chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Hôm 6 tháng 11, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phổ thông, ông Trump khẳng định sẽ nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến. Bình luận về cam kết của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zanoko nhấn mạnh, tất nhiên những tuyên bố đó phải được củng cố bằng các hành động, hành động cụ thể. Một số ý kiến từng cho rằng ông Trump có thể sẽ buộc Ukraine chấp nhận đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại hay nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga tuy nhiên chính quyền tổng thống ukraine zelensky khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ